Sau hơn một năm nghiên cứu xây dựng đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, dù chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Tổng Hải quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện, nỗ lực phối hợp với các bên tham gia, nghiên cứu, hoàn thiện đề án. Ngày 12 tháng 1 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định 38 phê duyệt đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu với 7 nội dung cải cách đột phá. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang tích cực triển khai cụ thể các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính giao, trong đó nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện phương án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu tại cửa khẩu. Xung quanh vấn đề này, hôm nay bản tin chuyển động hải quan mời ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý về Hải quan để trao đổi về triển khai nhiệm vụ này của Tổng cục Hải quan. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi tới ông Âu Anh Tuấn. Để thực hiện nhiệm vụ cải cách được nêu tại quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ, một nhiệm vụ mang tính chất xương sống là cần xây dựng cơ sở pháp lý về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Vậy ông có thể cho biết cụ thể hơn, hiện nay Tổng cục Hải quan đang thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Để xây dựng cái nghị định về trình tự thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo đúng cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thì Tổng cục Hải quan cũng thấy rằng là cái việc này là việc rất là quan trọng cũng như là rất khẩn trương, tại vì theo kế hoạch phải ban hành vào trong quý 2 năm 2021 để có thể triển khai từ đầu năm 2022. Và do vậy thì Tổng cục Hải quan cũng đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là các bộ ngành và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong việc xây dựng cái dự thảo ban đầu của nghị định. Và hiện tại thì các công việc cơ quan hải quan đã triển khai, thứ nhất là xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo là xây dựng nghị định để đảm bảo thời hạn trình trong quý 2. Cái thứ hai là phối hợp với các đơn vị có liên quan, các bộ ngành để thành lập ban soạn thảo. Cái thứ hai nữa là để đảm bảo tiến độ xây dựng nghị định thì Tổng cục Hải quan cũng đã dự thảo cái nội dung ban đầu của nghị định và cũng đã gửi xin ý kiến các cục hải quan tỉnh thành phố, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. Và thứ hai tuần vừa rồi thì Tổng cục Hải quan cũng tổ chức buổi họp trong nội bộ các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và trực tuyến với một số cục hải quan tỉnh thành phố lớn và các đơn vị thuộc bộ và để tham gia ý kiến và hoàn thiện. Và sau khi hoàn thiện thì Tổng cục Hải quan sẽ trình bộ để gửi lấy ý kiến các bộ, ủy ban dân các tỉnh thành phố, cũng như là sẽ phối hợp làm việc trực tiếp với các hiệp hội để tiếp tục là tham khảo ý kiến của các bên có liên quan để hoàn thiện dự thảo nghị định. Và cũng dự kiến là sẽ nội dung này sẽ được gửi lên các cái trang website của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan để lấy ý kiến cộng đồng các doanh nghiệp, các đối tượng bị tác động để làm sao khi nghị định ban hành ra đảm bảo tính khả thi và là cũng phù hợp với nội dung cải cách đã được nêu tại quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về định hướng được nêu tại dự thảo nghị định này ạ? Về cái định hướng xây dựng dự thảo nghị định thì cũng bám sát các cái mục tiêu mà đã được nêu trong cái quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ nhất là định hướng xây dựng này sẽ hướng tới là cải cách một cách toàn diện các cái mô hình về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng là đơn giản hóa các cái thủ tục và ứng dụng tối đa các công nghệ thông tin. Một mặt thì tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm. Một mặt thì vẫn phải đảm bảo các yêu cầu liên quan đến quản lý, đảm bảo hàng hóa nhập khẩu và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động cho người dân và doanh nghiệp. Và đồng thời thì qua cái việc thực hiện các cái quy định thì sẽ hướng tới là cắt giảm các chi phí và thời gian thông quan cho doanh nghiệp theo hướng là sẽ để nhanh hơn cái thời gian thông quan, giảm thiểu các cái đầu mối doanh nghiệp phải tiếp xúc. Cụ thể ở đây sẽ hướng tới cơ quan hải quan là cái đầu mối trong việc là tiếp nhận các cái đăng ký kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra hồ sơ, cũng như là sẽ thực hiện nội dung liên quan đến giám định, liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm, kiểm tra chất lượng sau khi mà được các bộ ngành chỉ định và cơ quan hải quan đáp ứng các điều kiện thì sẽ thực hiện. Và đồng thời là trong nghị định sẽ đưa ra các cái quy định về cơ chế phối hợp giữa trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và các bộ ngành liên quan đến hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng để có thể kịp thời ngăn chặn được các lô hàng mà có dấu hiệu vi phạm các quy định có liên quan. Và đặc biệt là trong nghị định sẽ bám sát các cái nội dung mà cải cách, 7 cái nội dung cải cách lớn đã được phê duyệt tại quyết định 38, và trong đó nhấn mạnh đến cái việc áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm. Và đặc biệt là những lô hàng mà được 3 lần liên tiếp trong thời hạn 12 tháng là đạt chất lượng theo các phương thức kiểm tra giảm chặt thì sẽ được áp dụng phương thức kiểm tra thông thường. Còn 3 lần áp dụng kiểm tra thông thường mà đạt thì sẽ được áp dụng kiểm tra giảm. Và đồng thời cũng sẽ mở rộng các cái đối tượng mà sẽ được miễn kiểm tra theo đúng tinh thần là bám vào cái đề án mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và đấy là những cái mục tiêu lớn trong cái việc xây dựng cái nghị định quy định về cơ chế trình tự thủ tục về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm.
Như đã trao đổi ở trên, nghị định sẽ quy định cụ thể nhiệm vụ của cơ quan hải quan và các bộ ngành trong việc triển khai mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn vai trò của cơ quan hải quan cũng như các bộ ngành trong vấn đề này? Tại dự thảo thì cũng đã quy định rõ cái trách nhiệm của cơ quan hải quan cũng như trách nhiệm các bộ ngành trong việc là triển khai cái mô hình mới liên quan đến kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng. Và trong nghị định thì chúng tôi cũng quy định rõ là trách nhiệm của cơ quan hải quan là cơ quan hải quan sẽ thực hiện với cái việc là đầu mối, là tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ cũng như là thực hiện cái việc kiểm tra khi được các bộ ngành chỉ định. Còn trong trường hợp các bộ ngành thực hiện thì cơ quan hải quan sẽ phối hợp cung cấp các cái thông tin liên quan cũng như là chuyển các hồ sơ mà do doanh nghiệp đăng ký đến các bộ ngành, và các bộ ngành sẽ thực hiện trên hệ thống của cơ quan hải quan và phản hồi lại kết quả trên hệ thống, và trên cơ sở đó cơ quan hải quan sẽ quyết định thông quan dựa trên cái kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng về an toàn thực phẩm do các bộ ngành, do các cơ quan được các bộ ngành chỉ định ban hành, hoặc là do cơ quan hải quan sau khi được các bộ ngành chỉ định thực hiện việc ban hành các kết luận kiểm tra nhà nước về chất lượng. Cái thứ hai là cơ quan hải quan sẽ công bố các cái danh mục các cái mặt hàng tương ứng theo các phương thức kiểm tra là kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường hay kiểm tra giả. Có nghĩa rằng là khi mà doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng, doanh nghiệp có thể lên trên trang thông tin điện tử của hải quan, trang website của hải quan có thể tra cứu được là mặt hàng doanh nghiệp sẽ được áp dụng phương thức gì, thì doanh nghiệp sẽ thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ theo các phương thức tương ứng. Và ở đây thì cơ quan hải quan sẽ phải cập nhật liên tục các cái kết quả kiểm tra của các lô hàng trong thời gian 12 tháng trước để làm sao làm doanh nghiệp cơ sở xác định của mình là thuộc đối tượng kiểm tra nào. Và đồng thời cơ quan hải quan sẽ xây dựng và vận hành một cái hệ thống công nghệ thông tin cho phép là phân tích, đánh giá và xác định các phương thức kiểm tra tương ứng với từng lô hàng. Đấy, và trên cơ sở đó thì cơ quan hải quan khi được các bộ ngành chỉ định hoặc các tổ chức chứng nhận sự phù hợp hoặc tổ chức giám định được các bộ ngành chỉ định sẽ thực hiện theo hệ thống của cơ quan hải quan. Và như vậy là các cái dữ liệu cũng như là các cái thông tin mà hải quan đưa vào để đảm bảo là hệ thống có thể xác định chính xác các cái phương thức kiểm tra, thì đấy là một cái nội dung mà cơ quan hải quan sẽ phải triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời thì để thực hiện thì trong này cũng giao cho trách nhiệm cho cơ quan hải quan trong việc là giám sát lại cái việc triển khai thực hiện của các cái tổ chức cá nhân, các tổ chức chứng nhận sự phù hợp hoặc là tổ chức giám định được các bộ ngành chỉ định. Và đặc biệt là khi cơ quan hải quan thấy phát hiện rằng là các kết quả kiểm tra của các tổ chức đó chưa chính xác thì cơ quan hải quan sẽ tạm dừng cái việc thông quan hàng hóa và sẽ thông báo với các cơ quan có liên quan, đặc biệt là các bộ ngành quản lý chuyên ngành. Đồng thời cơ quan hải quan sẽ chủ trì trong việc là thực hiện lấy mẫu và thực hiện giám định lại tại các tổ chức khác để làm cơ sở kết quả việc thông quan. Và trong quy định này cũng định rất rõ là cái kết quả về kiểm tra an toàn thực phẩm và kiểm tra chất lượng của cơ quan hải quan thì có giá trị để thực hiện các thủ tục thông quan, và nếu mà doanh nghiệp không đồng ý với kết quả của cơ quan hải quan thì được quyền là thực hiện khiếu nại hoặc là khởi kiện theo đúng các quy định của pháp luật, và cơ quan hải quan hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về cái kết quả do mình thực hiện. Cái nội dung thứ hai liên quan đến trách nhiệm của các cái bộ ngành thì trong nghị định cũng quy định rất rõ trách nhiệm của các bộ ngành trong việc thực hiện các mô hình mới về kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm. Thứ nhất là các bộ ngành sẽ thực hiện cái việc tiếp nhận cũng như là các thủ tục kiểm tra thông qua và phản hồi kết quả kiểm tra thông qua một hệ thống. Đây là cơ quan hải quan đang dự kiến xây dựng trên cái hệ thống một cửa quốc gia để cho bộ ngành kết nối và thực hiện việc trao đổi thông tin và tiếp nhận và phản hồi lại kết quả. Và đây thì trong nghị định cũng khẳng định rằng là cơ quan hải quan chỉ chấp nhận các cái thông báo kết luận của về chất lượng về an toàn thực phẩm do các bộ ngành ban hành trên hệ thống một cửa và dưới dạng điện tử, và sẽ tiến tới là không chấp nhận bản giấy nữa, và để toàn bộ các thực hiện các thủ tục về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm là thực hiện thống nhất trên hệ thống do Tổng cục Hải quan vận hành và thực hiện dưới dạng là điện tử, và hướng tới là cái mô hình chính phủ điện tử và chính phủ số cũng như hải quan điện tử, hải quan số, hải quan tổng cục hải quan đang xây dựng trong thời gian tới. Đồng thời thì cũng quy định trách nhiệm của các bộ ngành trong việc thanh tra và kiểm tra. Ví dụ như là sau khi 3 lần mà doanh nghiệp đã thực hiện việc kiểm tra các lô hàng trước đây và đã đạt chất lượng được chuyển sang các cái phương thức kiểm tra thấp hơn, ví dụ như kiểm tra thông thường, kiểm tra giả, nhưng trách nhiệm các bộ ngành vẫn phải kiểm tra hàng hóa khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Và nếu mà phát hiện các lô hàng mà không đạt chất lượng hoặc là vi phạm các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về an toàn thực phẩm thì các bộ ngành sẽ thực hiện xử lý và thông báo hải quan, và hải quan sẽ thực hiện là sẽ không áp dụng các phương thức kiểm tra giảm hoặc là kiểm tra thông thường mà đưa ra các biện pháp kiểm tra kiểm soát chặt hơn đối với các lô hàng đó. Đồng thời thì cũng quy định trách nhiệm các bộ ngành trong việc là phối hợp cung cấp và chia sẻ các thông tin cho cơ quan hải quan khi mà ban hành các quy định mới về kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm.
Đồng thời trách nhiệm của bộ ngành cũng sẽ phải nghiên cứu và áp dụng các cái quy định mới trong cái quy định 38 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm các quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc, liên quan đến kiểm tra tại nguồn, để làm cơ sở cho cơ quan hải quan thực hiện cái việc trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền tại nước xuất khẩu, đồng thời là áp dụng được các cái biện pháp quản lý mới dựa trên truy xuất nguồn gốc, dựa trên kiểm tra tại nguồn. Đồng thời sẽ trách nhiệm các bộ ngành, và một nội dung nữa là sẽ đào tạo và cập nhật các kiến thức chuyên môn về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm cho cán bộ hải quan làm trực tiếp tại các chi cục hải quan cửa khẩu, đồng thời là các cán bộ làm tại các cái cơ quan kiểm định hải quan trong phạm vi toàn quốc, để hải quan có thể đảm nhiệm được cái việc thực hiện chức năng kiểm tra, giám định cái hàng hóa đảm bảo về chất lượng và an toàn thực phẩm sau khi được các bộ ngành chỉ định. Vâng. Tại quyết định 38 thì có nêu một cái mục tiêu, đó chính là mở rộng cái việc xã hội hóa hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm. Có nghĩa là sẽ có thêm các tổ chức có chức năng chứng nhận giám định chất lượng an toàn thực phẩm nếu đủ điều kiện. Vậy làm thế nào để các tổ chức này đủ uy tín và năng lực thực hiện chứng nhận giám định, và cơ chế giám sát năng lực hoạt động của các tổ chức này ra sao? Vậy ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này ạ? Thì tại nghị định, cái dự thảo nghị định về đổi mới về trình tự thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo đề án thuộc quyết định 38 thì cũng cho phép là doanh nghiệp được phép lựa chọn các cái tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định do các bộ ngành chỉ định, hoặc là cơ quan hải quan nếu mà cơ quan hải quan đã được các bộ ngành chỉ định thực hiện cái chức năng là cơ quan kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm. Và các cái tổ chức do bộ ngành chỉ định hiện nay thì nó được quy định tại luật tiêu chuẩn quy chuẩn cũng như là các cái văn bản quy phạm luật có liên quan của chính phủ cũng như có các bộ ngành. Và khi mà các cái tổ chức chứng nhận sự phù hợp, các cái tổ chức giám định mà đáp ứng các cái điều kiện về máy móc thiết bị, về nguồn nhân lực và một số điều kiện khác thì sẽ được các bộ ngành là chỉ định cho phép thực hiện việc kiểm tra chất lượng và an toàn thực phẩm. Cơ quan hải quan thì cũng tương tự như vậy. Và như vậy thì cái việc này là phù hợp với chủ trương xã hội hóa. Và như vậy doanh nghiệp được cái quyền lựa chọn các tổ chức nào mà mình thấy phù hợp và chi phí hợp lý nhất để thực hiện việc kiểm tra. Tuy nhiên thì để đảm bảo rằng là các cái tổ chức này thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, có đủ năng lực, có đủ uy tín, ngoài cái việc thanh tra kiểm tra của các bộ ngành khi mà thực hiện các thủ tục về kiểm tra cũng như là công nhận và chỉ định, thì còn một cái nội dung nữa, cơ quan hải quan sẽ phối hợp cùng các bộ ngành là giám sát các cái tổ chức này thực hiện trong quá trình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Và khi cơ quan hải quan có nghi ngờ hoặc là phát hiện rằng là các kết quả kiểm tra hoặc các bộ ngành làm chưa đúng, thì ví dụ như trong thời gian vừa qua khi mà cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra phế liệu nhập khẩu, thì hải quan phát hiện rất nhiều các cái trường hợp mà các bộ ngành xác định là đạt, nhưng qua cái việc kiểm tra bằng cảm quan hoặc kiểm tra tại các cái cơ quan kiểm định của hải quan thì phát hiện rằng là tiêu chuẩn không đạt, và hải quan sẽ thực hiện là dừng thông quan và sẽ thực hiện tái giám định lại. Và trong trường hợp mà phát hiện ra các cái lô hàng mà không đạt các cái tiêu chuẩn quy chuẩn do bộ ngành ban hành thì cơ quan hải quan sẽ thực hiện xử lý theo đúng quy định pháp luật, đồng thời là thông báo cho các bộ ngành trong việc là có thể là không công nhận hoặc là rút các cái quyết định công nhận hoặc là chỉ định các cái cơ quan tổ chức chứng nhận sự phù hợp mà đã có những hành vi thực hiện không đúng các quy định của pháp luật và cố tình tiếp tay cho việc nhập khẩu hàng hóa không đạt chất lượng, không đảm bảo các cái tiêu chuẩn an toàn thực phẩm vào Việt Nam mà gây ảnh hưởng đến toàn xã hội cũng như là đến sức khỏe của người dân. Vâng. Vậy thì với những cái lộ trình mà mình đang triển khai hiện nay thì dự kiến thời gian nào Tổng cục Hải quan sẽ trình các cấp có thẩm quyền để ký ban hành dự thảo nghị định và triển khai trong thực tế thưa ông? Theo kế hoạch thì Tổng cục Hải quan phải xây dựng trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ cái dự thảo nghị định trong quý 2 để Chính phủ xem xét ký ban hành, và thời gian này rất gấp, và trong thời gian tới cơ quan hải quan sẽ cố gắng tập trung cái nguồn lực một cách cao nhất để làm sao có thể hoàn thiện cái dự thảo để trình Chính phủ theo đúng cái lộ trình. Và cái này chắc chắn là sẽ phải tham vấn ý kiến rất kỹ với cộng đồng doanh nghiệp, với các bộ ngành, tại vì cái thủ tục này khi ban hành ra thì nó sẽ bãi bỏ hoặc là thay thế các cái thủ tục trước đây mà chưa phù hợp với nội dung quy định tại đề án. Và do vậy là cái việc rà soát toàn bộ các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chuyên ngành để đưa cái nội dung nào vào đây, giữ nội dung nào tại các cái hệ thống văn bản chuyên ngành, còn nội dung nào đưa vào cái dự thảo nghị định về quy định về trình tự thủ tục về kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, thì đấy là cái công việc mà rất nặng nề, và cơ quan hải quan sẽ cố gắng phối hợp với các cơ quan có liên quan để dự thảo và sẽ trình Chính phủ theo đúng thời hạn được giao tại quyết định số 38. Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Thưa các bạn, những chia sẻ của khách mời ngày hôm nay cho thấy nhiệm vụ của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cũng như các bộ ngành, cơ quan liên quan để triển khai đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng,
kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu sẽ rất lớn và cần có sự đồng bộ. Quá trình này đặc biệt cần có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và các chuyên gia để đảm bảo tính khách quan, hiệu lực, hiệu quả của mô hình mới khi được triển khai trên thực tiễn. Một lần nữa xin cảm ơn ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát Quản lý Hải quan đã tham gia và chia sẻ những thông tin vào ngày hôm nay. Cảm ơn ông ạ.